Lưu Đào, Tần Hải Lộ cặp tỉ muội 15 năm hàng siêu riêu của xe buýt. Thường xuyên theo dõi thông tin về xe chúng ta từng nghe khá nhiều về tình chị em plastic của các mỹ nhân đình đám, thế nhưng giữa chốn thị phi này vẫn có những cặp hảo tỉ mùi hàng thật khiến dân tình phải suy xoa ngữ bổ với tình nghĩa bền chặt. Mối quan hệ giữa Lưu Đào và Tần Hải Lộ chính là ví dụ điển hình. Theo thông tin tìm hiểu được thì Tần Hải Lộ và Lưu Đào quen biết khi cùng hợp tác trong bộ phim nữ nhân hoa. Vì hợp tính họ nhanh chóng trở thành khuê mật, chẳng giấu nhau điều gì. Vốn là người hào sảng, Trần Hải Lộ đối xử với bạn bè cực tốt. Có lần, chỉ vì vài lời khen của Lưu Đào, chị đẹp này sẵn sàng tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay hay chiếc túi sách vừa mua tặng cho hảo tỷ muội ngay và luôn. Không chỉ vậy, mỗi khi đi du lịch nước ngoài, nàng ảnh hậu khi mã đi mua sắm cũng không quên dành thêm một suất cho Lưu Đào nữa. Dĩ nhiên là Lưu Đào cũng rất yêu mến quý trọng mối quan hệ bạn bè này. Nhớ năm đó khi Tần Hải Lộ đang đau khổ vì bạn trai ăn nem, nữ diễn viên Thiên Long bắt bổ luôn ở bên, an ủi, giúp đỡ cô vượt qua nỗi đau tình cảm. Khi Lưu Đào lên xe hoa với đại gia Vương Kha, Tần Hải Lộ cũng là phủ sâu duy nhất trong hôn lễ đó. Sau khi làm sâu hào môn, Lưu Đào tuyên bố rút khỏi làng giải chế để chăm sóc cho gia đình, giúp chồng, giải con. Ai mà ngờ được, chỉ sau 2 năm hạnh phúc, ông xã cô lại rơi vào cảnh phá sản, nở nần, chồng chất. Rơi vào đường cùng nữ diễn viên Hoàn Lạc Tùng thử vay tiền của bạn bè người thân. Nhưng nếu không bị lảng tránh thì cũng chỉ vay được khoản tiền rất nhỏ, như muối bỏ bể vậy. Giữa lúc này dù có chút băn khoăn, nhưng Lưu Đào vẫn tìm tới hảo tỉ muội của mình. Sốc lên sốc xuống khi biết Lưu Đào muốn vay số tiền cực lớn lên tới hàng trăm triệu tệ, tức là hơn nửa gia tài của bản thân, nhưng Tần Hải Lộ vẫn quyết giúp đỡ tới cùng. Chị đẹp họ Tần đã bán đi mấy căn bất động sản và nhiều tài sản có giá trị khác để giúp lưu đào vượt qua khó khăn lúc đó. Đây đúng là cặp hoạn nạn mới thấy chân tình. Chưa hết, khi biết Lưu Đào muốn tái xuất showbiz để trả nợ cho chồng, Tân Hải lộ nhật tình tư vấn cho cô trong công việc chọn vai, thậm chí còn giới thiệu cho nàng Ai Châu kinh điển nhất, nhiều kịch bản hấp dẫn. Theo nhiều thông tin thì ban đầu đạo diễn Trình Hiếu Long muốn mời Tân Hải lộ đóng vai, nàng Mỹ Xu trong Mỹ Nguyệt Truyền, Tuy nhiên, khi đó người đẹp đang mang thai nên đã từ chối và đề cử Lưu Đào cho vai diễn này. Đạo diễn họ chuyển rất do dự vì trước nay Lưu Đào luôn gắn liền với những hình ảnh dịu dàng, hiền thê, lương máu trên màn ảnh và tỏ vẻ lo lắng. Cô khó mà cân nổi nhân vật hắc hóa này. Tuy nhiên, Tân Hải Lộ đã cố gắng thuyết phục đạo diễn cho chị em tốt của mình một cơ hội để chứng minh bản thân. Truyền sau đó thì các bạn cũng biết rồi, nhờ thành công của vai diễn Lưu Đào đã có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Chính nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Tần Hải Lộ, Lưu Đào mới có thể lập được kỷ lục cực khủng, đóng tận 18 bộ phim một năm và nhanh chóng thanh toán hết nợ nần. Dĩ nhiên, Lưu Đào cũng là người biết tri ân báo đáp. Mỗi khi Tần Hải Lộ gặp khó khăn, nữ diễn viên thì lòng bắt bổ đều chẳng ngại ngần giúp đỡ. Đặc biệt, khi Tần Hải Lộ mắc phải căn bệnh tâm lý sau khi sinh, Lưu Đào thường xuyên đến thăm, an ủi và còn giúp bản thân trông con suốt 7 tháng trời, bao luôn cả đồ dùng cho bé tới tận khi thần hải lộ cân bằng lại tâm trạng. Nâng đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp, cặp chị em xe buýt này cùng thành lập công ty, hợp tác với nhau, cùng kinh doanh. Tình bạn của họ chẳng những không bị ảnh hưởng bởi vấn đề lợi ích mà càng thêm bền chặt, thắm thiết sau 15 năm quen biết. Đôi lúc, trong showbiz lắm thị phi hay thay đổi, thật khó mà có được tình tỉ muội sát cánh bên nhau qua khó khăn hoạn nạn thế này. Chắc chắn, mối quan hệ giữa họ sẽ còn thân thiết vững bền hơn nữa trong tương lai, bởi lẽ chính hai nữ diễn viên này từng chia sẻ, trong lòng tôi, Lưu Đào là người mà chắc hẳn cả đời này tôi không thể rời xa được. Tân Hải Lộ là người mà tôi cả đời này không thể phủ bạc.